Xin chào quý vị khán giả, chúng ta đang quay trở lại với bản tin thể thao 24 giờ trên truyền hình MyTV. Tối hôm qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã công bố tân huấn luyện viên trưởng thay thế huấn luyện viên Kiatisak dẫn dắt. Đây chính là vị huấn luyện viên đã không còn xa lạ với đội bóng ngành công an và bóng đá Việt Nam. Thông tin về thuyền trưởng mới của Công an Hà Nội sẽ là thông tin nổi bật có trong bản tin được chúng tôi gửi đến quý vị vào trưa ngày hôm nay. Bên cạnh đó sẽ còn rất nhiều những thông tin đáng chú ý về đời sống thể thao trong nước và quốc tế. Tất cả sẽ có ngay sau phần điểm tin. Câu lạc bộ Công an Hà Nội công bố tân huấn luyện viên trưởng. Vòng 33 Saudi Pro League, Anas thoát thua ngoạn mục. Những thông số đặc biệt ở trận chung kết FA Cup. Ngay sau khi huấn luyện viên Kiatisak tuyên bố chia tay câu lạc bộ Công an Hà Nội, lãnh đạo đội đương kim vô địch V-League đã nhanh chóng đàm phán với một huấn luyện viên ngoại. Và đúng như truyền thông dự đoán, mới đây, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã chính thức thông báo ký hợp đồng với cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thái Lan, người trước đó đã từng đàm phán rất nhiều lần với đội bóng, ông Alexander Poking. Sau nhiều sự đồn đoán thì cuối cùng ban lãnh đạo Công an Hà Nội cũng đã bổ nhiệm huấn luyện viên Alexander Poking trở thành tân huấn luyện viên của đội bóng ở phần còn lại của mùa giải 2023-2024. Thời gian qua thì câu lạc bộ Công an Hà Nội đã tiến hành đàm phán với huấn luyện viên Poking để nhanh chóng lấy lại sự ổn định trên băng ghế huấn luyện. Sau thời gian thương thảo thì đôi bên đã được thỏa thuận chính thức ký hợp đồng vào tối ngày 23 tháng 5 tại văn phòng của đội bóng. Bản hợp đồng của câu lạc bộ Công an Hà Nội với huấn luyện viên Poking có thời hạn tối thiểu 2 năm. Tuy nhiên vì cần thời gian thu xếp công việc và gia đình nên huấn luyện viên Poking chưa thể dẫn dắt câu lạc bộ Công an Hà Nội ở trận đấu với câu lạc bộ Thể Công Viettel trong khuôn khổ vòng 21 V-League 2023-2024 sắp tới. Huấn luyện viên sinh năm 1976 sẽ chính thức ra mắt người hâm mộ đội bóng ở chuyến làm khách của câu lạc bộ Công an Hà Nội trước câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 22 V-League 2023-2024. Trước đó thì huấn luyện viên Manu Poking đã rất gần với đội bóng ngành công an nhưng vì không kịp có người thay thế cho hai trận đấu đầu tiên của vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11. Vì thế, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã không đồng ý nhả người. Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở bóng đá Đông Nam Á cũng như các thành tích đã đạt được ở trong quá khứ, huấn luyện viên Poking được kỳ vọng sẽ cùng câu lạc bộ Công an Hà Nội đạt được những thành tích cao, thành công chinh phục giải đấu ở trong nước cũng như ngoài nước. Bên cạnh thông tin câu lạc bộ Công an Hà Nội có huấn luyện viên mới thì tiền vệ Nguyễn Quang Hải cũng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ trong thời gian qua. Cầu thủ sinh năm 1997 được đồn đoán chuẩn bị xuất ngoại sau khi không gia hạn thêm với đội bóng chủ quản. Và theo truyền thông thì đã có một vài câu lạc bộ Nhật Bản quan tâm tiền vệ của đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng phía Quang Hải vẫn giữ im lặng. Mới đây, ông Michael Donato Frassini, người đại diện của cầu thủ này đã lên tiếng xác nhận. Quang Hải sắp sửa hết hợp đồng với Công an Hà Nội và muốn sớm ra đi để tìm kiếm thử thách khác từ Nhật Bản. Đội bóng tin đồn mà Quang Hải sẽ đầu quân đó là Consadole Sapporo, đang nằm ở nhóm cầm đèn đỏ. Vì thế đây cũng không hề là thử thách dễ dàng đối với Hải Con khi đến đội bóng mới. Trước những thông tin trên thì người đại diện của Quang Hải, ông Michel Fessini đã có những lên tiếng trên mạng xã hội rằng: "Chúng tôi xin xác nhận rằng có sự quan tâm mạnh mẽ tới từ một số câu lạc bộ ở J-League, các quốc gia khác và một vài câu lạc bộ ở Việt Nam để chiêu mộ Quang Hải cho mùa giải tới." Cho dù có những phát ngôn đã đưa ra trong cuộc họp báo sau trận đấu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi không đưa ra bình luận về những phát ngôn này. Tuy vậy, thực tế xác nhận rằng việc gia hạn hợp đồng với Quang Hải hiện tại không phải là ưu tiên hàng đầu của câu lạc bộ chủ quản, nhưng chúng tôi vẫn sẽ bỏ ngỏ khả năng tiếp tục. Sau cùng thì chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau vào cuối tháng 6 để đưa ra quyết định tốt nhất cho tương lai của cầu thủ. Sự quyết định sẽ không diễn ra trước khi ngày FIFA Day kết thúc vào tháng 6. Nếu đến Consadole Sapporo thì Quang Hải sẽ nối gót Công Vinh là cầu thủ Việt thứ hai thi đấu cho đội bóng này. Ban kỷ luật VFF đã quyết định phạt ban tổ chức trận đấu của Nam Định 15 triệu đồng và câu lạc bộ Hải Phòng 15 triệu đồng do để cổ động viên đốt pháo sáng trong trận đấu ở vòng 20 V-League 2023-2024 diễn ra vào tối ngày 22 tháng 5 trên sân vận động Thiên Trường. Ở trận đấu này thì Hải Phòng FC đã thắng Nam Định 4-2 ngay trên sân khách. Đây là kết quả bất ngờ tại vòng 20 V-League 2023-2024 và khiến cuộc đua vô địch trở nên khó lường. Trong hai vòng đấu gần nhất thì Nam Định đã liên tiếp phải nhận thất bại. Trước khi thua Hải Phòng 2-4 thì đội bóng Thành Nam đã để thua Thể Công Viettel 1-2 ở vòng 19 V-League. Hiện tại thì Nam Định đang dẫn đầu bảng với 39 điểm, hơn 6 điểm so với vị trí thứ hai của BKMX Bình Dương. Ở vòng đấu tới thì thầy trò huấn luyện viên Vũ Hùng Việt sẽ chạm trán với đối thủ khó chịu là Đông Á Thanh Hóa. Như thường lệ thì trước mỗi vòng đấu diễn ra thì ban tổ chức đã thông báo danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu do bị nhận án phạt khác nhau.
Tại vòng 21 thì có những cái tên vắng mặt bao gồm trung vệ Lâm Anh Quang và Huỳnh Tấn Sinh bị treo giò do nhận thẻ đỏ ở trận đấu gặp Hoàng Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó thì 6 cầu thủ khác phải nghỉ thi đấu do nhận đủ 3 thẻ vàng là Trần Hoàng Hưng của Quảng Nam, Nguyễn Thành Khôi của Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Duy Thanh, Nguyễn Đức Cường của Khánh Hòa, Adriano Smith của Maryland Quy Nhơn Bình Định và Nguyễn Hồng Phúc của Tekong Viettel. Vòng 21 sẽ diễn ra vào các ngày 25 và 26 tháng 5, hứa hẹn còn nhiều điều bất ngờ đến cuộc đua vô địch và trụ hạng. Cuộc đua đến danh hiệu vô địch cùng với đó là tấm vé tránh xuống hạng đang trở nên cam go hơn bao giờ hết tại V-League 2023-2024 khi thứ hạng của các đội bóng đang khá xít sao và chỉ một chiến thắng thôi cũng đủ để cục diện trên bảng xếp hạng thay đổi. Thế giới Nam Định đang vững vàng ngôi đầu nhưng với phong độ trượt dài như thời điểm hiện tại, liệu đội bóng các Thành Nam sẽ nối dài chuỗi trận thất vọng? Với 3 trận mất điểm liên tiếp trong đó có 2 thất bại thì Thép Xanh Nam Định vẫn chưa thể tạo ra cách biệt đủ yên tâm cho người mộ Thành Nam, khi 6 điểm là khoảng cách hoàn toàn có thể bị san lấp trước BKM Bình Dương. Vòng 21 V-League tới thì thầy trò huấn luyện viên Vũ Hùng Việt còn phải đến làm khách trên sân của Đông Á Thanh Hóa, được dự báo lành ít dữ nhiều. Khi thầy trò huấn luyện viên Veliza Popov đã giành trọn vẹn 6 điểm trước BKM Bình Dương và Quảng Nam trước đó. Sau trận thua tâm phục khẩu phục trước Hải Phòng ở vòng 20, huấn luyện viên Vũ Hùng Việt rất buồn khi chia sẻ: "Một trận thua nói chung là cũng rất là buồn nhưng mà vẫn phải khen ngợi tinh thần thi đấu của toàn đội. Các bạn ý vẫn thi đấu rất là quyết tâm từ đầu đến cuối, cố gắng để gỡ bàn. Nhưng mà không may là chúng tôi cũng không ghi được những cái bàn thắng gỡ." Khi được hỏi về những bàn thua phải nhận trong mùa giải năm nay thì huấn luyện viên Vũ Hùng Việt sẽ có hơi thận trọng hơn trong giai đoạn còn lại. "Tôi nghĩ là tôi sẽ cũng phải tính toán và cũng phải tùy từng đối thủ. Giai đoạn này là giai đoạn nước rút rồi, do vậy là cần phải tính toán thật kỹ để làm sao giảm thiểu được những cái bàn thua và những trận thua như này." Trong khi đó thì cuộc đua trụ hạng cũng đang diễn ra khốc liệt không kém khi từ vị trí thứ 9 của Quảng Nam đến vị trí thứ 13 của Sông Lam Nghệ An chỉ cách nhau 4 điểm. Vì thế vòng đấu thứ 21 sẽ tiếp tục được chứng kiến những trận cầu nảy lửa và đầy toan tính của các đội bóng ở nhóm dưới. Sông Lam Nghệ An được trở về sân nhà để tiếp đón BKM Bình Dương, đội bóng đang có phong độ khá thất thường. Đoàn quân huấn luyện viên Phạm Anh Thắng thì khác, khi hai chiến thắng quan trọng trước Khánh Hòa và Bình Định đang giúp cho tinh thần của các cầu thủ trẻ, Sông Lam Nghệ An được giải tỏa sau phong độ phập phù trước đó. Một chiến thắng trong trận đấu tới không những sẽ giúp đội bóng xứ Nghệ vươn lên vị trí cao hơn ở hiện tại mà còn gián tiếp khiến BKM Bình Dương có thể hụt hơi trong cuộc đua vô địch với Thép Xanh Nam Định. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam đã diễn ra những trận đấu trong khuôn khổ vòng 34 Saudi Pro League. Trong đó đáng chú ý là sự xuất hiện của hai cái tên Al Hilal cùng với Al Nassr. Với tâm thế thoải mái công điểm tựa sân nhà, Al Hilal đã không gặp quá nhiều khó khăn khi tiếp đón các vị khách Al Ittihad. Trong khi đó, ở chuyến làm khách của Al Riyadh thì Al Nassr của siêu sao Cristiano Ronaldo đã đối mặt với nhiều nghịch cảnh và họ chỉ thoát thua ở khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu. Đón tiếp Al Ittihad trên sân nhà, Al Hilal có sự thoải mái nhất định khi đã chính thức vô địch hai vòng đấu trước đó. Họ vẫn tung ra đội hình mạnh nhất nhằm có được chiến thắng trong trận sân nhà cuối cùng ở mùa giải năm nay. Với sự vượt trội về mặt trình độ và nhân sự, Al Hilal sớm hạ đảo đối thủ ngay từ thời điểm đầu tiên của trận đấu. Đội chủ nhà đã có được bàn thắng mở tỷ số do công của Salem Ondosari ở phút thứ 17 và Al Hilal kết thúc hiệp 1 với lợi thế dẫn trước 2 bàn sau khi Michael điền tên mình lên bảng tỷ số ở phút 44. Bước sang hiệp 2, kịch bản diễn ra giống như 45 phút đầu tiên. Mancom đã tỏa sáng ở phút 60 để mang về bàn thắng thứ 3 cho đội nhà. Ở những phút sau đó, Al Hilal chủ động chơi chậm khi đã có lợi thế lớn về mặt tỷ số. Tất cả những gì đội khách làm được ở trận đấu này là bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 64, qua đó đành chấp nhận thất bại với tỷ số 1-3. Trong khi đó, Al Hilal vẫn đang duy trì thành tích bất bại sau 33 vòng đấu sau chiến thắng vừa qua. Ở một diễn biến khác, Al Nassr có chuyến làm khách của Al Riyadh. Đội khách đã sớm có bàn thắng mở tỷ số do công của Otavio phút thứ 15. Tuy nhiên, những sự lỏng lẻo nơi hàng phòng ngự đã khiến họ phải trả giá bằng hai bàn thua liên tiếp trong hiệp 1. Khó khăn lại càng chồng chất khó khăn với Cristiano Ronaldo và các đồng đội khi Aymeric Laporte phải nhận thẻ đỏ ở phút 63, khiến đội nhà chỉ còn thi đấu với 10 người. Tuy vậy, đội khách đã vượt qua những khó khăn ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu sau pha tỏa sáng của Neymar, qua đó níu giữ lại một điểm cho đội nhà. Right
Chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa, trận chung kết FA Cup giữa Manchester City và Manchester United sẽ diễn ra trên sân đấu Wembley, trận đấu tâm điểm của bóng đá thế giới vào cuối tuần này. Man City quyết tâm có được chức vô địch nhằm hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội. Trong khi đó, Man United cũng rất muốn bước lên ngôi vương sau khi đã lỡ hẹn ở mùa giải trước. Bây giờ, hãy cùng với chúng tôi đến với những con số thống kê đáng chú ý trước trận chung kết này nhé! Ở mùa giải năm nay, Man City đã giành cả 2 chiến thắng trước Man United tại Premier League. The Citizen đánh bại người hàng xóm 3-0 tại Old Trafford và 3-1 trên sân nhà Etihad. Lần cuối cùng mà nửa xanh thành Manchester đánh bại Man United 3 lần trong một mùa giải là vào mùa giải 1969-1970. Man United đã phải nhận thất bại 6 trong 7 trận derby Manchester gần nhất trên mọi đấu trường. Lần gần nhất mà Quỷ Đỏ thua Man City 4 trận liên tiếp là thời điểm năm 2013-2014. Man United đang hướng đến danh hiệu FA Cup thứ 13 trong lịch sử. Hiện họ đang kéo Arsenal ở vị trí dẫn đầu với 14 lần lên ngôi tại giải đấu lâu đời nhất Đức Anh. Lần gần nhất mà Man United lên ngôi tại FA Cup là mùa giải 2015-2016 khi họ đánh bại Crystal Palace trong trận chung kết. Man United đã thua tổng cộng 19 trận và để lọt lưới 84 bàn thua trên mọi đấu trường ở mùa giải này. Lần gần nhất mà họ thua 20 trận là mùa giải 1973-1974 và lần cuối cùng để thủng lưới hơn 84 bàn là vào mùa giải 1963-1964. Man City đã thắng 11 trận gần nhất tại FA Cup và chỉ có 2 đội có chiến thắng nhiều hơn The Citizen tại giải đấu là Blackburn Rovers với 20 trận và Chelsea với 13 trận. Manchester United đã đánh bại Liverpool 4-3 ở tứ kết FA Cup và hòa 3 đều với Coventry City ở bán kết. Quỷ Đỏ chỉ để thủng lưới từ 3 bàn trở lên ở 2 trận đấu liên tiếp trong số 111 trận đấu trước đó tại giải đấu và Manchester United chưa bao giờ chạm đến trận đấu thứ 3. Phil Foden đã có 10 lần góp dấu giày vào bàn thắng trong 9 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường, ghi 9 bàn và kiến tạo 1 lần. Ngôi sao này cũng đã ghi 6 bàn trong 5 trận gần đây tại Derby Manchester. Man United là đội bóng thứ 2 mà Foden chọc thủ lưới nhiều nhất sau Brighton với 8 bàn thắng. Bruno Fernandes đã ghi bàn trận chung kết FA Cup mùa giải trước. Anh đang đứng trước cơ hội là cầu thủ tiếp theo ghi bàn ở trận chung kết FA Cup mùa giải thứ 2 liên tiếp sau những Brian Robson, Norman Whiteside, Mark Hughes và Eric Cantona. Vừa là những thông tin liên quan đến bóng đá quốc tế, báo chí Anh mới đây đã tiết lộ tương lai của Erik ten Hag sau khi trận chung kết FA Cup với Man City kết thúc. Trong khi đó, Aston Villa đã chuẩn bị chia tay một ngôi sao sau khi chính thức có được tấm vé tham dự Champions League ở mùa giải tới. Theo những thông tin từ truyền thông Anh, Erik ten Hag sẽ phải rời khỏi nhà hát của những giấc mơ sau khi trận chung kết FA Cup với Man City kết thúc bất chấp kết quả của Quỷ Đỏ. Sir Jim cùng các cộng sự đã quyết định sẽ không tin tưởng chiến lược gia người Hà Lan sau thành tích bết bát của Man United ở mùa giải này. Hiện ban lãnh đạo Man United cũng đã nhắm tới 3 cái tên kế nhiệm Ten Hag, đó là Kieran McKenna, Roberto De Zerbi và Mauricio Pochettino. Trong số này, Kieran McKenna là cựu thành viên của Man United khi từng đảm nhiệm vai trò trợ lý của câu lạc bộ. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford sẽ phải cạnh tranh với Chelsea trong cuộc tranh chữ ký của huấn luyện viên Ipswich Town. Nếu thất bại, họ có thể nghĩ tới Mauricio Pochettino, người vừa nói lời chia tay Chelsea. Kết thúc mùa giải 2023-2024, đội chủ sân Old Trafford đứng ở vị trí thứ 8, thành tích tệ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh của họ, phá kỷ lục ở mùa giải 2013-2014, mùa giải mà Man United thi đấu dưới triều đại của huấn luyện viên David Moyes. Ở một diễn biến khác, ngôi sao Philippe Coutinho nhiều khả năng sẽ chia tay Aston Villa ngay trong mùa hè này. Hiện ngôi sao người Brazil và Aston Villa đang có những đàm phán để đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng sớm 2 năm trong thời gian tới. Coutinho từ lâu đã không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Unai Emery và anh đã phải chuyển tới Saudi Pro League chơi trong màu áo của Al-Dahli theo dạng cho mượn. Tại đây, Coutinho vẫn chơi khá mờ nhạt khi chỉ có được 3 bàn thắng trong 16 lần ra sân trên mọi đấu trường và Al-Dahli cũng quyết định không mua đứt tiền vệ này khi mùa giải kết thúc. Nếu rời khỏi Aston Villa, cựu sao Liverpool nhiều khả năng sẽ trở về quê hương để thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Vasco. Dù không sở hữu Coutinho trong đội hình, nhưng Aston Villa vẫn chơi rất ấn tượng tại Premier League mùa giải năm nay khi cán đích ở vị trí thứ 4, qua đó có được tấm vé tham dự Champions League ở mùa giải tới. Và đó là những thông tin được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Ở phần cuối bản tin thì hãy cùng với chúng tôi nhìn lại những khoảnh khắc đẹp trong trận đấu giữa Anas và Andreas. Đây cũng chính là lời chào tạm biệt của chúng tôi trong bản tin trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.